Kính chào quý vị đến với bản tin văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và thời trang cùng với Thanh Thanh. Và mở đầu với bản tin ngày hôm nay là một bản tin từ Tokyo, Nhật Bản. Một con vẹt đuôi dài thất lạc vừa được trả lại cho người chủ một cách an toàn gần thủ đô Tokyo, Nhật Bản sau khi nói đúng địa chỉ nhà cho cảnh sát. Chú chim đã bay từ một ngôi nhà tại thành phố Sagamihara, phía tây của Tokyo, tới khu vực trung tâm vào sáng ngày Chủ nhật vừa qua khi bị lạc ở khách sạn. Chú đậu trên vai của một vị khách rồi bị mọi người tóm lấy. Nhân viên khách sạn đã nhốt chú vào lồng và mang tới đồn cảnh sát gần nhất. Con chim được giao cho chính quyền địa phương hôm Chủ nhật và mất 2 ngày để con vẹt nói với cảnh sát địa chỉ nhà. Ban đầu không ai nghĩ là chú vẹt này có thể nói được. Cho đến tối ngày thứ ba vừa qua thì chú bỗng liên tục nhắc đi nhắc lại địa chỉ của mình. Cảnh sát đã ghi lại số nhà một cách thận trọng và rồi đưa chú vẹt về tận tay của chủ nhân là bà Takahashi, 64 tuổi. Một trong số những cảnh sát cho biết họ không nghĩ là có thể tìm thấy chủ của chú vẹt này theo một cách kỳ lạ như thế. Bà Takahashi đã dạy địa chỉ nhà cho con vật cưng sau khi mua nó cách đây 2 năm. Trước đây bà từng để lạc mất một con vẹt khác và không muốn chuyện đó tái diễn. Và bản tin từ Portland, Oregon, một bé trai ở Hoa Kỳ dường như hoàn toàn thờ ơ trước nỗ lực tuyệt vọng của một con sư tử trong vườn thú muốn biến cậu bé thành bữa ăn của mình. Hình ảnh đã được camera trong vườn thú Oregon tại Portland, Oregon ghi lại. Cậu bé Jack 1 tuổi trong bộ đồ sọc ngựa vằn đã thu hút được sự quan tâm của con sư tử háu đối có tên là Kia. Con sư tử đã cào, giương móng vuốt, há mồm quạm vào cậu bé nhưng tất cả đều vô vọng. Đó là nhờ vào tấm kiếng rất dày ngăn cách con sư tử với khách thăm vườn thú và cậu bé 1 tuổi gần như không có chút sợ hãi nào. Mẹ của cậu bé cho biết cô không nhận ra bộ quần áo Jack mặc có thể là vật hấp dẫn đối với con thú mãi đến khi về tới nhà thì được một người bạn cho biết vì bộ đồ của em mặc đã khiến cho con sư tử tưởng nhầm lẫn. Và tin từ Đài Bắc, kính thưa quý vị, từ tháng 10 năm 2011, hãng hàng không Đài Loan đã tung ra 3 máy bay Airbus 330-300 với phong cách Hello Kitty. Những hành khách đi trên chuyến bay của hãng hàng không EVA của Đài Loan, Trung Quốc sẽ có cảm giác thích thú như đang ở xứ sở của các chú mèo Hello Kitty. Đây là sự hợp tác của hãng hàng không này với công ty Sanrio, sở hữu thương hiệu Hello Kitty của Nhật Bản. Ngay tại quầy làm thủ tục của EVA cũng mang đậm màu sắc nhân loại của hoạt hình này. Du khách sẽ có những trải nghiệm lý thú khi được đội ngũ tiếp viên hàng không mặc đồng phục in hình mèo Kitty dễ thương phục vụ các món ăn đồ uống cũng mang đậm phong cách này. Từ bề ngoài cho tới nội thất bên trong của chiếc máy bay đều được thiết kế dựa trên chủ đề chú mèo đáng yêu này. Sách báo, gối tựa đầu, ghế ngồi, ngay cả vé máy bay cũng đều in hình mèo Kitty ngộ nghĩnh. Một hành khách chia sẻ cảm giác thích thú khi đi trên chiếc máy bay Hello Kitty rằng mèo Hello Kitty có mặt ở khắp mọi nơi và chú mèo này rất cuốn hút, thật thú vị để đưa trẻ em tới đây. Được biết là 3 chiếc máy bay Airbus 330-300 với phong cách Hello Kitty đó là Global Jet, Magic Jet và Apple Jet với các chuyến bay từ Đài Bắc tới Nhật Bản, Hồng Kông và Guam được hãng hàng không Đài Loan ra mắt hồi tháng 10 năm 2011 vừa qua. Và kính thưa quý vị, tin từ New York, phiên bản bức tranh nổi tiếng Tiếng Thét The Scream của danh họa Edvard Munch đã trở thành bức tranh đắt giá nhất trong lịch sử thế giới khi đạt được mức 119.9 triệu Mỹ Kim trong cuộc bán đấu giá của nhà Sotheby's tại New York. Cuộc bán đấu giá trở nên vô cùng nóng bỏng khi có 7 người tham gia đẩy giá của bức họa lên mức cao nhất trong lịch sử của các cuộc đấu giá hội họa. Cuối cùng sau 12 phút thì chiếc búa đã được gỡ xuống, sau đó có người trả 119.9 triệu Mỹ Kim, vượt kỷ lục cũ thuộc về bức Nude, Green Leaves và Busk của danh họa Pablo Picasso với giá là 106.5 triệu Mỹ Kim năm 2010. The Scream miêu tả một người bịt tay, miệng mở rộng như cất tiếng thét, trời đất xung quanh như đang vần vũ với những nét cọ thể hiện sự kinh sợ. Bức tranh được coi như là một biểu tượng của nghệ thuật đương đại, khắc họa xuất sắc sự lo lắng, nỗi sợ hãi luôn hiện hữu trong cuộc sống. Họa sĩ Munch đã thực hiện 4 phiên bản của bức The Scream trong quá trình sáng tạo nghệ thuật vào năm 1895, trong đó có 3 bức hiện do Bảo tàng Quốc gia Na Uy lưu giữ.
bức tranh The Scream được bán vào ngày thứ Tư vừa qua, vẽ bằng phấn màu, là phiên bản duy nhất thuộc sở hữu tư nhân. Trong bức tranh còn có cả một bài thơ do Munch sáng tác, trong đó ông giải thích cảm hứng của mình cho tác phẩm này, mô tả bản chất của một tiếng thét vĩ đại. Người bán bức tranh này là nhà sưu tập người Na Uy Peter Olsen, người có bố là bạn thân, đồng thời là nhà tài trợ cho họa sĩ Munch bức lúc thời sinh thời. Với số tiền thu được, thì Olsen dự định sẽ mở một bảo tàng mới về Munch ở Oslo. Họ vui mừng công bố bức tranh tuyệt vời này, không chỉ là một trong những bức tranh mang tính lịch sử, mà còn là một trong những trụ cột của nghệ thuật hình ảnh đương đại đã đạt được giá bán kỷ lục thế giới. Phát ngôn viên của Sotheby's là Daryl Rocha nói rằng bức tranh đã tạo ra một bầu không khí kỳ lạ trong buổi đấu giá khi giá ước tính ban đầu chỉ là 80 triệu Mỹ Kim. Và thành công của The Scream đồng nghĩa với việc đến nay có 4 tác phẩm nghệ thuật bán được với giá trên 100 triệu Mỹ Kim. 3 tác phẩm kia là Nude, Green Leaves and Birds của Picasso, Boy with a Pipe cũng là của Picasso, bán được giá 104.1 triệu Mỹ Kim vào năm 2004, và bức tượng điêu khắc Walking Man của Alberto Giacometti bán được 104.3 triệu Mỹ Kim vào năm 2010. Olsen nói, tác phẩm Tiếng Thét với ông là khoảnh khắc kinh hoàng khi người đàn ông này nhận ra những ảnh hưởng đối với tự nhiên và những thay đổi không thể đảo ngược mà anh ta đã gây ra khiến cho hành tinh không còn có thể sống được. Và một bản tin nữa cũng đến từ New York, Hoa Kỳ, kính thưa quý vị. Một bức tranh màu nước hiếm có của họa sĩ Paul Cézanne đã đạt được mức giá là 19.12 triệu Mỹ Kim trong phiên đấu giá do hãng Christie tổ chức. Bức tranh có tên gọi là A Core Player được tìm thấy trong bộ sưu tập cá nhân của ông Hans Ichingwald, một bác sĩ và là người chuyên sưu tập các bức tranh cổ. Ông Hans Ichingwald đã nhập cư vào Hoa Kỳ từ giữa những năm 1930 và dành cả quãng đời sống ở Dallas, tiểu bang Texas. Bức tranh A Card Player lần đầu được công bố trước công chúng là vào năm 1953. Trong phiên bán đấu giá, hãng Christie cũng bán được hàng chục tác phẩm có tiếng khác. Trong số những tác phẩm này, nổi bật nhất là tác phẩm Pioneers của họa sĩ Henri Matisse. Ngoài ra, phiên bán đấu giá còn có tác phẩm vẽ chân dung The Slipper của danh họa nổi tiếng Pablo Picasso. Và một bản tin từ Los Angeles, Hoa Kỳ, Scarlett Johansson đã nhận được ngôi sao thứ 2470 trên đại lộ danh vọng Hollywood Los Angeles nhằm để tôn vinh sự nghiệp và điện ảnh thành công rực rỡ của cô. Theo Reuters, người đẹp 32 tuổi này xuất hiện rạng rỡ trong tiếng reo hò của hàng trăm người hâm mộ, sự góp mặt của báo giới và đặc biệt là chàng tài tử Jeremy Renner, bạn diễn của Scarlett trong bộ phim The Avenger. Khởi nghiệp diễn xuất từ năm 10 tuổi, với vai diễn đầu tiên trong bộ phim North năm 1994, tên tuổi của Scarlett Johansson thực sự được biết đến sau khi cô giành được một giải đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải phim độc lập Independent Spirit năm 1996 cùng bộ phim Many and Low. Sau hơn 18 năm trong nghề, Scarlett Johansson đã gặt hái được rất nhiều thành công cùng nhiều giải thưởng danh giá. Đặc biệt, cô đã 4 lần được đề cử giải Quả Cầu Vàng và một lần chiến thắng cùng bộ phim Lost in the Translation năm 2004. Không chỉ thành công với điện ảnh, Scarlett Johansson cũng khẳng định tài năng vượt trội trên sân khấu kịch cùng lĩnh vực âm nhạc. Năm 2010, cô nhận giải Tony đánh giá danh giá cho vai diễn vở kịch A View from the Bridge, từng gây tiếng vang trên sân khấu kịch Broadway nổi tiếng của nước Hoa Kỳ. Trong khi đó, mặc dù album đầu tay của Scarlett Johansson mang tựa đề Anywhere I Lay My Head ra mắt năm 2008 không thu được kết quả như mong đợi, nhưng một năm sau, người đẹp đa tài này vẫn quyết tâm thực hiện và phát hành album thứ hai, Break Up. Đặc biệt, người đẹp mang hai dòng máu, Hoa Kỳ và Đan Mạch này, nhiều năm qua luôn luôn có mặt trong danh sách bình chọn những người phụ nữ đẹp nhất, quyến rũ nhất. Sự kiện vinh danh Scarlett Johansson trên đại lộ danh vọng trùng hợp vào dịp bộ phim mới nhất của cô, bộ phim The Avengers, đang được công chiếu và làm mưa làm gió trên thị trường phim quốc tế, đạt mức doanh thu khủng là 178.4 triệu Mỹ Kim. Đài NBC thực hiện cuộc phỏng vấn với chồng cũ của Whitney Houston là Bobby Brown lần đầu tiên sau cái chết của Whitney. Trả lời phỏng vấn trong chương trình Today của đài NBC, Bobby Brown, chồng cũ của Whitney Houston, khẳng định cái chết của nữ danh ca này không liên quan đến mình. Ông cũng tiết lộ rằng Whitney Houston đã nghiện ma túy trước khi họ đến với nhau. Bobby Brown khẳng định trong cuộc phỏng vấn rằng
Suy cho cùng, ông không phải là người khiến Whitney Houston nghiện ngập. Ông không phải là lý do khiến cho cô ấy ra đi. Theo Reuters, nữ danh ca Whitney Houston 48 tuổi được phát hiện chết trong bồn tắm khách sạn Beverly Hills vào ngày 11 tháng 2. Cơ quan điều tra đã kết luận rằng cái chết của cô là do tác động của việc sử dụng cocaine và bệnh tim. Đồng thời, cảnh sát cũng tìm thấy chất bột trắng và nhiều loại dược phẩm khác. Trước khi qua đời, Whitney Houston đã có thời gian dài vật lộn với cần sa, cocaine và đặc biệt là trong khoảng thời gian 15 năm sống cùng với Bobby Brown. Họ ly dị vào năm 2007. Tuy nhiên, một số người hâm mộ và các thành viên của gia đình Houston đã đổ lỗi cho Bobby Brown về cái chết của Whitney Houston. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình, lần đầu tiên sau cái chết của vợ cũ, Bobby Brown cho biết ông đã bỏ thuốc trong 7 năm và rất đau xót khi biết Whitney Houston vẫn tiếp tục sử dụng cocaine. Điều đáng lưu ý là Bobby Brown còn tiết lộ rằng chất gây nghiện đã là một phần trong cuộc sống của Whitney Houston trước khi ông gặp cô ấy vào năm 1991. Khi người dẫn chương trình hỏi lại rằng, vậy là cô ấy đã nghiện ngập trước khi quen biết ông? Thì Bobby trả lời rằng, thật khó để giải thích, nhưng ông không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ấy. Chồng cũ của Whitney Houston cũng cho biết thêm rằng, lần cuối cùng ông gặp cô là khi họ cùng ăn tối với đứa con gái ở nhà hàng. Khi đó, trông cô ấy rất khỏe, Bobby Brown cho biết như thế. 6 tuần sau khi Whitney Houston qua đời, Bobby Brown đã bị bắt ở Los Angeles vì tội lái xe say rượu. Tuy nhiên, ông đã không nhận tội. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và thời trang cùng với Thanh Thanh. Thanh Thanh xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.